không còn phải bỏ ra giá trên 2 triệu nữa, mà bây giờ mọi người chỉ cần bỏ ra giá hơn 1 triệu thôi đã sở hữu ngay cho mình một cái nồi chống dính đa năng đến từ nhà VWMF này. Xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đến với kênh YouTube của nhà bếp 89. Hôm nay bếp 89 xin giới thiệu đến quý anh chị một cái đĩa cực kỳ hời đến từ nhà VWMF. Một cái chảo đa năng size 28, giá ngày trước là trên 2 triệu mà bây giờ giá chỉ còn có hơn 1 triệu thôi. Mọi người hãy đi tìm hiểu về cái sản phẩm này cùng bếp 89 nhá. Trên màn hình quý anh chị là cái nồi VWMF đa năng 28cm, vung kính và có cái dung tích là 5 lít. Nồi đa năng này thì cân nặng của nó là 2,9 kg. Nồi này thì cái chiều cao của nó là 9,5 cm, chiều rộng đáy là 25,5 cm. Chảo này thì sử dụng cái vung kính cường lực, rất là dễ quan sát thức ăn và thiết kế của nó cũng khá là đẹp. Một cái nữa vẫn là cái nguyên lý thiết kế của các dòng châu Âu thì vung sẽ không có lỗ thông hơi để hấp thụ nhiệt tốt hơn và nó giữ lại được cái hương vị khi mà mình nấu ăn. Tiếp đó là cái vung này thì khá là nặng và dày và sử dụng được trong máy rửa bát nhé. Dòng chảo này thì sử dụng cái men chống dính Duris Silic Pro. Dòng này men chống dính của nó khá là ok, chịu được cái nhiệt độ là 230 độ. Và một cái nữa là cái men này thì nó không chứa PFOA, không chứa cái chất gây ung thư, an toàn với sức khỏe. Ở bên ngoài được phủ một cái lớp công nghệ độc quyền của VWMF, đó là công nghệ Chromagan này, giúp cái nồi sang hơn này, bóng và rất là dễ vệ sinh. Đây là cái đáy của chảo đa năng này. Trên đáy thì có các thông số này, sử dụng trên tất cả loại bếp này, logo VWMF này. Đáy sử dụng cái công nghệ là chăn thêm này. Đây là cái công nghệ đáy 3 lớp này. Đây là lớp bắt từ này, ở giữa là aluminum dàn đều nhiệt này. Và đây là cái inox 18/10, inox cao cấp này, tiếp xúc với thức ăn này. Tay cầm của cái dòng chảo này thì chống nóng nhá. Và nó có bo thêm một cái lớp thép ở ngoài này, giúp cho cái chảo của mình chắc chắn hơn và cầm thoải mái hơn nhá. Rất chắc chắn luôn. Một vài lưu ý khi mình sử dụng cái dòng chảo chống dính nắp kính này. Đầu tiên là không cho vào tủ lạnh, nó sẽ bị cong ngót vì nhiệt khi mình nấu, nó có thể gây nổ vung. Cái thứ hai là mọi người không cho vào lò nướng, nó có thể gây ra nổ vung. Và cái thứ ba là mọi người không dùng cái bối giáp sắt đánh, nó sẽ bị xước men. Cái thứ tư là mọi người không được rang đồ khô vào những cái dòng chảo chống dính này nhá. Em nói một chút về xuất xứ của cái dòng chảo này. Thì trước đây cái bản này là được nhập trực tiếp từ Đức, là tiêu dùng nội địa Đức. Nhưng bây giờ là được phân phối chính hãng bởi VWMF Việt Nam. Tiêu chuẩn là tiêu chuẩn của VWMF Việt Nam, nhập trực tiếp từ nhà máy ở China sang, nên giá thành nó rất là hợp lý mọi người ạ. Cái chảo này thì mọi người có thể làm rất là nhiều việc như xào, rán, áp chảo, nấu, hay là mọi người có thể ăn lẩu, om cá. Nói chung là rất là nhiều việc. Nồi làm được thì cái này anh làm được, mà chảo làm được thì cái nồi này cũng làm được. Không còn phải bỏ ra giá trên 2 triệu nữa, mà bây giờ mọi người chỉ cần bỏ ra giá hơn 1 triệu thôi đã sở hữu ngay cho mình một cái nồi chống dính đa năng đến từ nhà VWMF này. Size 28, rất là rộng, xào, rán, hấp, luộc, áp chảo hay là ăn lẩu thoải mái nhá. Cái dòng chảo này thì bây giờ nó được phân phối trực tiếp bởi VWMF Việt Nam, nên là giá thành nó rất là mềm, rất là dễ sở hữu nhá. Cái sản phẩm này thì bên em đang có sẵn tại cửa hàng Free Ship nội thành Hà Nội, Ship CD toàn quốc, nhận hàng thanh toán tiền tại nhà. Cam kết với quý anh chị đây là hàng chính hãng, nhập khẩu bởi VWMF Việt Nam, bảo hành cho quý anh chị 12 tháng. Anh chị nào muốn mua hàng thì kích đường link phía dưới hoặc là inbox em qua Zalo 0985608831. Em xin chân thành cảm ơn.